Không cần tập luyện vất vả, không cần ăn kiêng phản khoa học, các chị chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới livestream này, em sẽ chỉ cho các chị bí kíp giảm từ 5 đến 10 cân, giảm từ 15 đến 20 cm vòng bụng, cực kỳ đơn giản các chị nhé. Đứng trước mặt các chị em của chúng ta chính là hình ảnh của bạn Hân Ngân, một bà mẹ bỉm sữa hai con trải qua hai lần sanh nở, và hiện tại mọi người, Ngân đã có được vóc dáng mong muốn nha mọi người. Vòng eo 59 cm, nhờ Ngân sử dụng sản phẩm gel hủy mỡ, gel quế lạnh kết hợp với lại việc nịt đai nha các chị. Kẻ thù lớn nhất của chị em phụ nữ chúng ta chính là mỡ thừa nha mọi người. Ngày hôm nay ai bán mỡ, Ngân sẽ mua tất tần tật hết nha mọi người. Mỡ bụng, mỡ bắp tay, mỡ đùi, mỡ nọng cằm, mỡ sao xanh. Bởi vì sao? Đứng trước mặt chị em của chúng ta chính là hình ảnh một bà mẹ bỉm sữa hai con. Ngân đã trải qua hai lần sanh nở nha mọi người. Và Ngân đã giảm được tới tận 20 kg mỡ thừa và hơn 40 cm vòng bụng sau khi sanh. Và cam kết tại đây chia sẻ một cái giải pháp giảm mỡ, giảm cân an toàn, hiệu quả tại nhà. Không cần ăn kiêng, không cần tập thể dục và không cần phải uống thuốc giảm cân ảnh hưởng tới sức khỏe. Đặc biệt chị em mua hàng tại đây là đúng chính chủ, em là Kim Ngân Trần, đang là tổng giám đốc cấp cao độc quyền tại khu vực miền Tây nha mọi người, của công ty mỹ phẩm sạch Olap. Ngân bán hàng được người tiêu dùng bình chọn, nhận giải thưởng trực tiếp trên sóng truyền hình gương mặt nữ doanh nhân xuất sắc đất Việt, và tự hào sản phẩm này là hàng Việt Nam chất lượng cao vì người tiêu dùng nha mọi người. Được lên chương trình làm đẹp 24/7, lên chương trình hãy chọn giá đúng, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn 5 năm liền, đứng top hàng vì người tiêu dùng. Và đặc biệt nhất, Ngân đã giúp đỡ cho hơn 10 triệu chị em phụ nữ Việt Nam thay đổi hoàn toàn vóc dáng, cũng giống như bản thân em Ngân nha mọi người. Từ vòng eo sau khi sanh 95 cm ấy vậy mà mọi người, vòng eo 59 ngay trong tầm tay luôn, thích mê thích mệt, không còn phải trải nghiệm nhiều. Khi mà mọi người sở hữu trong tay sản phẩm gel hủy mỡ, gel quế lạnh này, chỉ cần trải nghiệm đúng 5 giây đầu tiên thôi mọi người, sử dụng ngay và luôn vào đâu nha các chị, không còn sử dụng vào bụng mà hãy sử dụng vào cái nọng cằm với em Ngân. Trời ơi, ta nói sản phẩm giảm mỡ mà giúp mọi người có được chiếc cằm V-Line tan mỡ bọng mắt, tan mỡ mí mắt, một chiếc video phát trực tiếp vô cùng là chân thật. Ngân test trực tiếp sản phẩm này mỡ vùng nào các chị, ai bị mỡ bụng tho bụng với em Ngân, ai bị mỡ nọng cằm tho nọng cằm, ai bị mỡ bắp tay tho bắp tay, ai bị mỡ đùi tho hết nha mọi người. Sản phẩm này với công nghệ ép lạnh độc quyền, thành phần từ chiếc xích tinh dầu quế hồi, chiếc xích hoa tulip và hoạt chất caffeine, không hề nóng, không bết rít, không hề ngứa rát, không hề mẩn đỏ. Bao nhiêu chị em ở đây mọi người đã từng sử dụng những cái sản phẩm cao gừng, cao ớt, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Bản thân em Ngân cũng đã từng bỏ ra hẳn 1 triệu, Ngân mua chai gừng ớt của Thái Lan xài không giảm. Ngân ơi, chị mới xài sản phẩm có 10 ngày đã giảm được 2 cm, thích lắm Ngân ạ. Em ơi, bán hàng kiểu gì mà bây giờ chị xài xong ông chồng ghen quá đây này, đi đâu cũng theo tò tò. Đây, chị đã giảm được 20 cm mỡ bụng rồi Ngân ơi, cảm ơn em nhiều lắm, sản phẩm tốt lắm các chị ơi. Đây đây đây, các chị thấy chưa, vào đây nha mọi người, phản hồi trực tiếp của khách hàng ngay tại livestream rất là nhiều. Và đặc biệt bản thân Ngân chính là bà mẹ bỉm sữa hai con, đừng ai nói Ngân ốm sẵn nha các chị, hãy nhìn video để mọi người cảm nhận chân thật hơn. Chiếc video hình ảnh bản thân em Ngân mới vừa sanh xong, Ngân to như nào, bụng bự như nào. Còn bây giờ mọi người, trước khi xem video hãy nhìn kỹ vóc dáng của em Ngân, đường cong rãnh eo hai bên múi cơ bụng số 11, mà không còn ăn kiêng, không cần tập thể dục, không cần thuốc giảm cân, chỉ còn sử dụng sản phẩm này một ngày 3 lần giúp Ngân 3 ngày giúp hóa lỏng mô mỡ, 7 ngày giúp mọi người giảm tầm 2 cm, 14 ngày sử dụng giảm 5 cm, và dùng đúng đủ liệu trình như em Ngân tư vấn, cam kết với mọi người 20-30 cm mỡ bụng đánh tan hết luôn các chị ơi, không còn phải tốn hàng cả trăm triệu đi làm một cái cuộc đại phẫu thuật hút mỡ bụng, cắt da bụng gây mê gây tê cực kỳ là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe. Không cần phải ăn kiêng, bị đau bao tử, uống thuốc giảm cân, trà giảm cân, có nguy cơ tiền sử của chúng ta bị tim mạch cao huyết áp, tụt huyết áp, uống vào rất là nguy hiểm. Sản phẩm này các chị hãy nhìn giùm Ngân, tho trực tiếp vào vùng mỡ nọng cằm. Dạ đúng rồi cô cháu ơi, cô năm nay đã 55 tuổi rồi, đang bị bệnh tiểu đường, sử dụng sản phẩm có an toàn không, cứ thấy video của Ngân suốt đây nè. Dạ vâng cô ơi, hiện tại mọi người đi đâu cũng thấy video hình ảnh của em Ngân rất là nhiều, nhưng tại đây mới là trang chính chủ nha mọi người, trang fanpage của bên em Ngân. Và mọi người lưu ý nha mọi người, hàng niêm yết của công ty mỹ phẩm sạch Olap, khi mọi người nhận hàng có tem vàng nha mọi người, có tem vàng bảo hộ, bao check mã sản phẩm, và sản phẩm bên em Ngân giá niêm yết mọi người check mã 600.000 một lọ. Ngày hôm nay khuyến mãi bán hàng không lợi nhuận giúp đỡ đúng 20 triệu em, để lại ngay và luận giúp Ngân số điện thoại ngay tại livestream này. Những ai đã có gia đình rồi, trải qua thời gian sanh nở đúng không, đây em thoa trực tiếp vào mỡ bụng mắt, mỡ nọng cằm cho các chị em xem sản phẩm này nha mọi người, sử dụng giúp em Ngân đúng 10 giây thôi, thẩm thấu hết vào trong mô mỡ của chúng ta nha mọi người. Dạ vâng, sử dụng sản phẩm này mẹ bỉm sữa đang cho con bú xài bình thường chị ơi, bởi vì bản thân em Ngân 2 ngày sau khi sanh ở bệnh viện Hùng Vương trở về là Ngân xài. Mọi người
ngày hôm nay nè, mọi người đúng 20 suất để lại ngay và luận giúp Ngân số điện thoại ngay tại livestream này, hoặc là mọi người chạm vào cái mục tin nhắn mọi người cho Ngân số điện thoại sẽ có chuyên viên tư vấn bên em Ngân gọi lại tư vấn miễn phí, giải đáp hết thắc mắc cho mọi người. Liệu trình từ hai lọ dành cho những ai chưa có gia đình mọi người lấy nha, chưa có gia đình chỉ muốn giảm mỡ bụng thôi thì hai chai từ 1.200.000 Ngân giảm xuống 499.000 nha mọi người. Tất cả mọi đơn hàng ngày hôm nay sẽ được miễn phí ship tặng kèm thêm một cái đai sinh nhiệt tạo hình eo. Hai lọ 499, ai chưa có gia đình muốn giảm tầm 10 cm, vòng eo tầm khoảng 70 đến 75 cm, hai lọ nha mọi người. Còn riêng những chị em nào đã trải qua thời gian sanh nở rồi mọi người, thì mọi người để ý kỹ, mình sẽ có cái bụng dưới là cái dạ con mọi người bị sò. Hay liệu trình từ ba lọ dành cho các chị em vòng eo trên 75 cm muốn giảm thêm mỡ bắp ai nha mọi người, thì liệu trình này là 749.000, sẽ giúp cho mọi người giảm tầm khoảng 15 cm, sẽ được bên em Ngân tặng kèm một đai và thêm hai bộ 10 cái cao dáng bóc tách mô mỡ mini Wonder Bar. Mọi người lưu ý nha mọi người, cao dáng này mình có thể dán cho bắp tay, cho bụng, cho đùi. Đây mọi người, nhờ Ngân sử dụng cao dáng kết hợp với lại hoa gel tay của Ngân, chỗ này bị lõm vô. Bao nhiêu chị mở đây mọi người, sau khi sanh mọi người bị tự ti về hình thể nha mọi người, không thể nào bận áo dây, đồ hở eo, quần sọt, đầm body ngay. Hôm nay sử dụng sản phẩm này chính là giải pháp cho mọi người. Nhanh tay mua ngay và luôn về sử dụng, đừng tiếc tiền mọi người. Hiện tại bây giờ mọi người thấy chưa, lên Facebook, lên các trang mạng xã hội nha mọi người, tình trạng đó, tình trạng là các anh nam ra đường có người khác rồi rất là nhiều, bởi vì phụ nữ của chúng ta hy sinh nhiều rồi. Mình đại diện cho cái đẹp, đại diện cho nửa thế giới, mình không yêu thương, không chăm sóc bản thân mình, làm sao người khác yêu thương mình được, đúng không các chị? Một chầu cà phê, một chầu nhậu của mấy anh chồng đã lên tới mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu bạc rồi. Đừng tiếc tiền cho bản thân của chúng ta trong khi làm đẹp giảm mỡ sao xanh. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là mỡ thừa. Mọi người nhìn đây, ha, ba gel tặng kèm một đai và thêm hai bộ 10 cái cao dáng bóc tách mô mỡ. Cao dáng này mọi người là cao dáng mini Wonder Bar của Hàn Quốc nha mọi người, dán vào sẽ giúp hóa lỏng, làm giãn nở, làm mềm mô mỡ, dán vừa tháo ra rất là dễ dàng. Đặc biệt những ai mà trải qua thời gian sanh nở vòng eo trên 85 cm, hoặc các cô 40, 50, 60 tuổi cơ địa mỡ chai lì, mỡ lâu năm, mỡ cứng, thì dùng ngay và luôn giúp Ngân liệu trình 4 tặng 1 tặng đai là 999.000. Ngân ơi, gửi luôn cho chị liệu trình 4 lọ Ngân nhé, em xác nhận đơn hàng của chị Mile. Dạ vâng, cảm ơn cô Trinh Nguyễn rất là nhiều luôn. Mua hàng của shop Kim Ngân về dùng ưng ý lắm, đặc biệt shop tư vấn rất là nhiệt tình. Dạ vâng, con cảm ơn cô nha. Cảm ơn chị Mai Nguyễn đã xác nhận đơn hàng của chị Mai Nguyễn, liệu trình 4 tặng 1 tặng đai. Trời ơi, ngày hôm nay mấy chị mua 4 quá trời, bởi vì sao? Đồ ăn Tết xong, xong rồi cái dịp lễ rồi mấy chị đi du lịch rồi nè, mấy chị ăn uống quá trời luôn. Mọi người lưu ý với Ngân nha, đối với các chị mà mọi người đang có mỡ, và bao nhiêu chị phụ nữ ở đây mọi người nhận thấy là nó ngộ lắm. Mình không lên ký nhưng mà ngày một cái bụng mình nó to ra là do các chị có mỡ tế bào nha mọi người. Khi mọi người có mỡ tế bào và mỡ nội tạng, cứ một tháng nó tăng gấp 2 lần, một năm nó tăng gấp 20 lần, làm cho mọi người bị cái tình trạng là ngày một cái bụng to ra, bận đồ cảm thấy chật mà không lên con lên ký nha mọi người. Dùng sản phẩm này giúp tan mỡ sao xanh, tan mỡ cơ địa, tan là kể cả mỡ tế bào, mỡ nội tạng nằm sâu bên trong cơ thể của chúng ta, là nguyên nhân làm cho mọi người khả năng bị bệnh ung thư vú, ung thư đường ruột, ung thư đại trực tràng, là nguyên nhân làm mọi người bị mắc bệnh tim mạch, bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường, và cũng làm cho chúng ta tăng cái khả năng bị bệnh nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ, rất là nguy hiểm luôn nha mọi người. Đặc biệt các chị, các cô 40, 50, 60 tuổi nhận thấy cơ thể của mình giống như mình vận động mạnh thôi cũng mệt, là do mình có mỡ tế bào, mỡ nội tạng. Ngày hôm nay sử dụng sản phẩm này, ngoài giúp cho mọi người có được cái vóc dáng săn chắc hơn, thon gọn hơn, tại đây nha mọi người, Ngân cam kết dùng đúng đủ liệu trình mà không giảm 1 cm nào, Ngân sẽ hoàn trả lại tiền cho mọi người. Nhận hàng có thể bảo hành chính hãng nha mọi người, và đặc biệt nhất mua hàng được kiểm tra hàng, giao hàng tới tận nơi, miễn phí ship nha mọi người. Trong suốt quá trình mọi người sử dụng sản phẩm sẽ được bên em Ngân đồng hành cùng mọi người, đến khi nào mọi người dùng đạt kết quả thì thôi. Và trong quá trình dùng, nếu phát hiện trong sản phẩm này có bất cứ một cái chất cấm nào, Ngân sẽ bồi thường hẳn tiền cho mọi người, và bồi thường hẳn 100 triệu vì đã làm mất niềm tin, mất thời gian của mọi người nha. Đây là dòng sản phẩm duy nhất của một công ty tại Việt Nam được chính phủ nhà nước Việt Nam công nhận là mỹ phẩm sạch, rất là thiên nhiên, an toàn và lành tính. Bản thân em Ngân sau khi sanh 2 ngày Ngân đã dùng, và mọi người hãy nhìn hình ảnh vòng eo của bản thân em Ngân thời điểm Ngân mới vừa sanh xong, Ngân to như thế nào. Chị ơi, đai nịch thích lắm luôn. Đây mọi người, đai em tặng kèm cho mọi người là đai từ cao su non, đặc biệt đai có tới 2 lớp. Trời, nịch cái đai này khỏe ru luôn các chị ơi. Em đang ở Bến Lức Long An, thời tiết hiện tại nóng 40 độ C mà em thoa ra em nịch đai bình thường nha các chị. Đúng rồi chị ơi, sản phẩm này xài cho mỡ nọng càm bình thường. Ngân ơi,
ơi, mua hàng tại đây có đúng chính hãng không? Có cam kết dùng giảm không? Chứ chị dùng nhiều loại rồi. Đây chị ơi, tại đây em cam kết với chị dùng là giảm, dùng là giảm. Nhưng chị nhớ giúp em dùng kiên trì một ngày 3 lần đúng đủ liệu trình nha các chị. Tại đây mọi người đang điều trị bệnh lý mỡ thừa nha các chị, nên là nhớ dùng đúng đủ. Không cần ăn kiêng nha chị ơi, không còn thuốc giảm cân, không cần tập luyện gì hết. Chỉ còn Thoa Gel này, sản phẩm này thay thế cả một cái liệu trình mọi người. Đi làm cái gì mọi người, tiêm càm vi lai, đi cắt mí, đi nhấn mí, trời ơi tốn cũng 20 triệu các chị ơi. Bao nhiêu chị phụ nữ ở đây mọi người sanh xong đã từng có nguy cơ trầm cảm sau khi sanh nha. Thay vì bỏ ra vài triệu bạc mua đồ mới đúng không, bây giờ lên 5kg 10kg có bận vừa đồ cũ đâu. Đồ đẹp đồ xinh bỏ hết rồi, có gốc tổ ngày hôm nay về đội em sao xanh chứ gì. 999.000 với em Ngân, combo siêu rẻ lợi và lời 4 tặng 1 tặng đai. Ta nói về xài, trời ơi các chị ơi, em giảm được 40cm vòng bụng đây này, giảm được hơn 20kg mỡ thừa nha các chị, em xin lỗi. Mà đặc biệt nhất nha các chị, không ảnh hưởng vòng 1, không ảnh hưởng vòng 3, vòng nào ra vòng đó đẹp xỉu luôn các chị ơi. Nhanh tay về đội Ngân đặt hàng ngay và luôn sử dụng nha mọi người. Đúng 10 combo cuối cùng nữa thôi các chị ạ. Em bị nghiện xem like của chị Ngân rồi nè, vào xem like cứ thấy năng lượng lắm luôn mà chưa dám mua dùng. Trời ơi em ơi, em đã xem like của chị nhiều rồi, tại sao lại chưa dám mua dùng trong khi khách người ta đã mua về người ta dùng và ai cũng giảm hết. Bản thân chị là người thật việc thật và thật sự với em, chị cũng là bỉm sữa, là bà mẹ hai con nha em. Thời điểm mà chị sanh bé đầu tiên xong 25 tuổi em ơi, đi với chồng ra đường ai cũng kêu là chị hai của chồng, mặc dù mình nhỏ hơn chồng 7 tuổi. Mọi người hãy nhìn đây, chiếc video chân thật nha mọi người, video không hề cắt ghép, không hề chỉnh sửa. Mấy chị có công nhận với em không, khi mà mình giảm mỡ nhìn mình sẽ trẻ hơn tuổi thật rất là nhiều. Trong hình nha các chị, thời điểm Ngân mới vừa sanh bé thứ hai xong, vòng eo 95cm, mỡ tràn ra phía trước, mỡ tràn ra hai bên hông, mặt Ngân động càm rất là nhiều, các chị thấy khủng khiếp không? Thời điểm này Ngân chỉ ước có một cái kéo mà Ngân cắt hẳn đi cái lượng mỡ thừa. Ngày hôm nay các chị ơi, không cần phải ăn kiêng, không cần tập thể dục, không cần phải uống thuốc giảm cân, giúp mọi người thay đổi hoàn toàn vóc dáng. Một bà mẹ bỉm sữa hai con u 31 tuổi, đai bên em tặng kèm cho các chị nha. Tất cả mọi đơn hàng ngày hôm nay đều được tặng đai nha mọi người. Em ơi, chị mới vừa sanh xong đây này đang cho bé bú, sợ dùng ảnh hưởng tới con nhỏ không? Chị ơi yên tâm tuyệt đối, bản thân em Ngân 2 ngày sau khi sanh ở bệnh viện Hùng Vương trở về là Ngân đã xài sản phẩm. Em cho chị xem hình ảnh luôn chị ơi, không hề có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, không chịu làm đẹp và chưa biết đến sản phẩm gel hủy mỡ, gel quấy lạnh này. Ngân khẳng định với mọi người đây là sản phẩm hot nhất trên thị trường hiện nay và Ngân chính là gương mặt đại diện hình ảnh của công ty đối với mặt sản phẩm này ở Việt Nam và hệ thống ở nước ngoài. Tại vì sao? Đi đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Ngân và Ngân nói thật với các chị, nếu hàng không tốt, khách xài không giảm, không đạt được hiệu quả, một người xài người ta mắng vốn bên em, người ta chửi mắng bên em, người ta làm sao giới thiệu thêm nha các chị. Tại đây khách bên em một người dùng là một 10 người dùng tiếp theo nha mọi người. Dùng giảm hiệu quả, giới thiệu cho khách hàng dùng và đặc biệt lấy sỉ bên em về rất là nhiều. Đây là hình ảnh chị khách hàng bên em đây nè các chị ơi. Chị này có nick Facebook là con đường mưa, chị này sanh đôi hai đứa con gái các chị ơi. Cho hẳn em video luôn nè mọi người. Nick Facebook chị này là có chồng ở bên Lào nha mọi người, sanh đôi hai đứa con gái thời điểm mà trước khi chị dùng nè. Mọi người thấy cái bụng của chị rất là to nha mọi người, mỡ rất là nhiều. Quay video trước và sau khi sử dụng mọi người có công nhận không, giảm mỡ một cái nhìn trẻ hơn rất là nhiều. Và hiện tại chị đang là tổng phân phối độc quyền tại bên Lào. Sản phẩm bên em Ngân tự hào xuất khẩu đi 6-7 quốc gia khác nhau và mọi người lưu ý nha mọi người. Sản phẩm bên em thành phần từ chiết xuất tinh dầu quế hồi, có công dụng tan mỡ gấp 100 lần việc mọi người sử dụng những cái sản phẩm cao gừng cao ớt ngoài thị trường. Mọi người gel bên em Ngân màu trắng như này, không phải màu vàng, màu đỏ, màu xanh như những cái sản phẩm ngoài thị trường. Đặc biệt sử dụng sản phẩm này với công nghệ ép lạnh độc quyền siêu vi nano từ những cái hạt phân tử nano vô cùng nhỏ, 3 ngày sử dụng giúp hóa lỏng mô mỡ, 7 ngày giúp cho mọi người giảm từ 2-3cm, 14 ngày sử dụng giúp giảm 5cm và dùng đúng đủ liệu trình như em Ngân tư vấn sẽ giúp cho mọi người giảm dứt điểm tình trạng mỡ thừa. Khi mà đã hết mỡ rồi, mỡ sẽ không hề tái trở lại. Chị ơi, em sanh mỡ được 1 tuần dùng có an toàn không chị? Đây mọi người, mọi người thấy nè, đặc biệt nhất nha, lưu ý với em Ngân ngày hôm nay ai đã có gia đình trải qua thời gian sanh nở vòng eo trên 75cm, cái dáng cũng gọn gọn, chỉ muốn giảm mỡ bụng và mỡ ốc tai thì mọi người hãy lấy 3 chai với em Ngân. Bây giờ Ngân sẽ cho mọi người xem lại vòng eo nè mọi người, đứng cận cảnh lên cho các chị xem, đứng sát sàn sạc vào mỡ bụng dưới của Ngân nè mọi người, không hề có mỡ bụng dưới nha mọi người. Thoa gel và massage nhẹ nhàng với em Ngân, đặc biệt sản phẩm này sử dụng nha mọi người, mỡ của mọi người nó đang xen vào với nhau như thế này. Khi mọi người sử dụng sản phẩm bên em Ngân sẽ giúp hóa lỏng, bẻ gãy nha mọi người, bóc tách hết những cái liên kết của cái mô mỡ, sau đó kết hợp với gel bên em Ngân thì sẽ giúp phá hủy nha mọi người, phá hủy tiêu hủy đi cái lượng mỡ thừa. Đặc biệt sản phẩm bên em Ngân đào thải mỡ qua cái đường mồ hôi và cái đường nước tiểu nha mọi người. Khi mọi người sử dụng sản phẩm này, mọi người sẽ nhận thấy là cái nước tiểu của mọi người
nó sẽ màu vàng đậm hơn một tí xíu. Đúng rồi, không còn ăn kiêng mọi người. Ăn kiêng sẽ bị đau bao tử, uống hút giảm cân, trà giảm cân. Mọi người tiền sử bị tim mạch, tụ huyết áp cao, huyết áp uống vào rất là nguy hiểm, đặc biệt các cô 50-60 tuổi không thể nào uống được thuốc giảm cân, hoặc là các chị đang có con nhỏ đang cho con bú. Uống thuốc giảm cân là cái điều quá là xa xỉ. Riêng sử dụng sản phẩm này mọi người thấy nè, video phát trực tiếp người thật việc thật. Ngày hôm nay mọi người nhanh tay mua ngay và luôn sản phẩm về sử dụng. Ai đã từng xài cao gừng cao ớt màu vàng, màu đỏ, màu xanh như thế này, dùng không giảm đúng mọi người. Còn tại đây người thật việc thật đặc biệt có lại chiếc cằm V-Line tan luôn kể cả mẫu bọng mắt, giúp mọi người sầu cái đôi mắt to tròn nha mọi người. U31 tuổi, bà mẹ sữa hai con, người ta có bầu người ta lên 5kg 7kg 10kg, người ta đẻ con 3kg. Ngân có bầu Ngân lên 20kg mà đẻ con chỉ có 2kg 8 60, bao nhiêu mỡ hờ vào hết vào trong người mẹ nha mọi người. Nhanh tay nhanh chân để lại ngay và luôn giúp tân số điện thoại tại livestream ngày hôm nay. Những ai mới vừa sang xong vòng eo trên 85cm, mỡ lâu năm, mỡ chai lì, mỡ cứng, các cô 40 50 60 tuổi mình có mỡ tế bào, mỡ nội tạng, nhanh tay ring 4 tặng 1 tặng kèm thêm đai 999.000 thôi nha mọi người. 999.000 đi từ đầu chợ tới cuối chợ, hết sạch sành xanh. Ngày hôm nay đầu tư cho bản thân mọi người, giúp mọi người trẻ hơn, xinh hơn, đẹp hơn, tự tin hơn, vóc dáng thon gọn. Em ơi, cơ hội cuối cùng đúng năm xuất khuyến mãi nữa thôi. Ngày hôm nay mọi người mua hàng tại đây mọi người được cái gì các chị ơi? Được nghe em Ngân tư vấn, được nhìn thấy Ngân test trực tiếp sản phẩm ở trên cơ thể của bản thân em Ngân, và được nhìn thấy rất là nhiều phản hồi của khách hàng. Tại đây 100 phản hồi của khách không bằng một cái phản hồi chân thật bằng video và hình ảnh. Bây giờ Ngân sẽ cho mọi người xem lại một lần nữa. Đối với nhiều cô thì hay comment là con ơi, con thì nhiều khi mỡ mới, con mới sanh xong thì con giảm được, chứ cô này đã 40-50 tuổi, mỡ theo cô mấy chục năm rồi thì có giảm được không Ngân ơi? Thì đây nè các chị em ơi, minh chứng cho mọi người, đây chính là hình ảnh chị khách đó bên em, chị này tinh thủy nha mọi người. Chị này là 45 tuổi, là giáo viên nha mọi người. Và khi mà chị sanh đứa con thứ hai xong là thời điểm chị 25 tuổi. Đến giai đoạn hiện tại mỡ theo đã 20 năm mà mọi người thấy nè, cái này gọi là cả một cái rổ mỡ chứ không còn gọi là bụng mỡ nữa nha mọi người. Mỡ tràn ra phía trước, mỡ tràn ra hai bên hông. Mọi người có công nhận với Ngân không, khi mà mình mang mỡ nè, cái gương mặt đó hả, không có tự tin nha mọi người, không có tự tin về hình thể, ao ước bận đầm ôm body, nhưng mà chị Thủy này chưa có bận được luôn nha mọi người. Và nhờ sử dụng sản phẩm bên em Ngân, mấy chị thấy chưa, trời ơi trẻ ra cả chục tuổi luôn, eo ót liền nha mọi người. Tại làm sao mà xài gel bên em Ngân mà tan mỡ mà cái bụng nó săn nó gọn như vậy các chị? Chính là nhờ Thoa Gel kết hợp địch đai và sản phẩm này với công nghệ ép lạnh độc quyền nha mọi người. Chiết xuất tinh dầu quế hồi có công dụng tan mỡ gấp 100 lần việc mọi người sử dụng những cái sản phẩm cao gừng cao ớt ở ngoài thị trường, kết hợp với lại chiết xuất hoa tulip với công nghệ ép lạnh nha mọi người, tan tới đâu bụng săn và gọn tới đó, xóa nhăn xóa rạn, hoạt chất caffeine dưỡng trắng da bụng của mọi người, càng xài bụng càng trắng, bụng của Ngân bị rạn sau khi săn luôn nha. Sản phẩm này mọi người, tại sao lại thần kỳ như vậy? Có nhiều người nói là em có bị thần thánh quá sản phẩm này hay không, nhưng mà thật sự với các chị, Ngân không hề điêu nha mọi người. Tại vì bản thân Ngân đã bán sản phẩm này 6 năm qua, gương mặt của Ngân đi kèm với sản phẩm gel hủy mỡ, gel với lạnh này nha mọi người, đổi mẫu nha mọi người, đổi qua 2 lần mẫu mã rồi. Nếu hàng không tốt, không hiệu quả, không chất lượng, khách không mua nhiều như vậy đâu các chị ơi. Nếu hàng không tốt, không có được bản thân hình ảnh vóc dáng của mẹ bỉm sữa Ngân, Ngân đứng trước mặt các chị em của chúng ta, Ngân cao 1m65 nha các chị, em hơi bị cao nha các chị, và xương em hơi bị to, em bị to xương, nhưng mà các chị thấy là vóc dáng rất là săn chắc các chị ơi. Ngân không hề ốm, Ngân vẫn còn có da có thịt nha các chị, nhưng mà vóc dáng rất là săn thon gọn, không có ăn kiêng, không có tập thể dục, không còn uống thuốc giảm cân, chỉ còn sử dụng sản phẩm này một ngày 3 lần giúp Ngân. Sáng thoa gel kết hợp nịch đai đối với các chị ở nhà nội trợ, sáng thoa, trưa thoa, chiều sau thoa, các chị nhìn chất gel nè. Trời ơi mọi người, gel lạnh không hề nóng, nhưng với công nghệ ép lạnh độc quyền, bao nhiêu chị mọi người đã từng sử dụng những các sản phẩm cao gừng cao ớt màu vàng, màu đỏ, màu xanh, trời Ngân đã từng bỏ ra hẳn 1 triệu, Ngân mua chai gừng ở Thái Lan về xài đúng một lần duy nhất em bỏ luôn các chị ơi. Ngày hôm nay đừng sợ bị tiền mất tật mang, mua hàng tại đây các chị được cái gì? Được giao hàng tới tận nơi, có phí bảo hành chính hãng nha mọi người, được kiểm tra hàng trước khi nhận, được bên em Ngân kết bạn Zalo hoặc là Facebook chăm sóc mọi người trong suốt quá trình mọi người sử dụng sản phẩm. Mua sản phẩm tại đây không riêng là mua một cái sản phẩm về dùng, mà mọi người đang được mua một cái liệu trình chăm sóc khách hàng trọn đời, sẽ có Ngân và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhân sự bên em Ngân đồng hành cùng mọi người đến khi nào mọi người dùng đạt được kết quả thì thôi. Không tốn quá là nhiều thời gian, sáng thôi giờ giúp Ngân massage 2-3 phút kết hợp nịch đai, nếu mà ai đang ở nhà chăm con nội trợ đó, chưa ăn trưa xong mọi người thoa gel, chiều thoa gel nịch đai 2-3 tiếng giúp Ngân, 3 ngày sử dụng giúp hóa lỏng mô mỡ, 7 ngày giúp cho mọi người giảm tầm 2-3 cm, 14 ngày sử dụng giảm 5 cm, và dùng đúng đủ liệu trình. Lưu ý giúp Ngân một lần
nữa. Ngài Ngân xin báo giá lại một lần nữa. Ngân ơi, lấy luôn cho chị liệu trình em nhé. Vâng, em xác nhận đơn hàng của chị Tuyết Nhung liệu trình 4 nè Ngân ơi. Em ơi, lấy luôn cho chị, hồi nãy chị tính lấy 2 loại dùng thử mà thôi, lấy 4 cho nó lợi. Đúng rồi các chị ơi, combo siêu rẻ loại và lời, và đa phần khách bên em 90% đều lấy 4. Tại vì sao các chị? Tiếc tiền làm chi? Ta nói trời ơi, hy sinh bản thân nhiều rồi, có bầu mang cái bụng bầu to trần dần bự chà bá xanh xong, bụng rạng, bụng sò sề ngấn mỡ nữa không các chị? Mang cái bụng mỡ bao nhiêu lâu rồi các chị ơi, không dám nhìn mình ở trong gương. Áo dây, đồ hở eo, quần sọt, đầm bông body bỏ hết vào một cái góc tủ. Bản thân em Ngân thời điểm xanh bé đầu tiên xong đã từng có nguy cơ trầm cảm sau khi xanh, từng có nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình, tự ti rất là lớn về bản thân, không dám nhìn mình ở trong gương, da đường thấy gái đẹp, gái eo ót nhìn nha mấy chị, mình nhìn mà mình thèm thuồng. Nhưng mà ngày hôm nay các chị ơi, không còn phải thèm thuồng, không còn phải bỏ ra cả 100 triệu đi hút mỡ bụng, làm một cái cuộc đại phẫu thuật nguy hiểm thật sự để mà có cái vóc dáng nhìn ngon. Những chị em có tiền có điều kiện bỏ ra 100-200 triệu mình đi hút mỡ bụng một ca phẫu thuật thôi các chị, đẹp liền. Nhưng di chứng sau này một cái cuộc đại phẫu thuật hút mỡ bụng gây mê gây tê, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện tại mấy chị thấy trời, lên Facebook mấy chị sợp đi, phẫu thuật thẩm mỹ xong là mất mạng luôn nha các chị, rất là nguy hiểm luôn các chị ơi. Tại đây một cái giải pháp giảm mỡ giảm cân an toàn hiệu quả tại nhà nha các chị ơi. Đặc biệt nhất sản phẩm này mỡ nọng cằm mọi người thôi, nhờ Ngân sử dụng bây giờ Ngân đã có trở lại chiếc cằm Villa nha các chị ơi, rất là thích luôn mọi người. Muốn có trở lại xương quai xanh thoa gel trực tiếp vào đây, muốn tan mỡ bụng thoa bụng, tan mỡ bắp tay thoa bắp tay. Đặc biệt ngày hôm nay mọi người lưu ý nha mọi người, những ai mới vừa xanh xong, đặc biệt vòng eo từ 80-85 cm, cơ địa chai lì mỡ cứng mỡ lâu năm, mọi người đã từng sử dụng rất là nhiều giải pháp mà không giảm mỡ, đừng ngần ngại. Ngày hôm nay mấy chị thấy chưa, khách bên em đa phần đều là 4 lọ. Ngày hôm nay 999.000, bình thường một chai là 600, hôm nay 4 chai 2.4 triệu, Ngân giảm 999.000, Ngân tặng thêm một chai và tặng thêm một đai. Và đây cũng chính là liệu trình mà bản thân em Ngân đã dùng sau khi xanh. Một chai mọi người sử dụng giúp Ngân từ 15-20 ngày nha các chị em ơi, một chai dùng 15-20 ngày. Sản phẩm này chị an toàn tuyệt đối. Và đặc biệt các chị em có thể mua về cho con của mình. Các bé đang trong quá trình dậy thì từ 12-13 tuổi trở lên, các bé bị thay đổi tăng hormone sinh lý, thay vì các bé cao lên thì tự động các bé bị to cái bề gan, làm cho các bé bị tự ti về hình thể nha mọi người. Cảm thấy là các bé dạng như tự ti hơn, khép nép hơn, đi học cũng không có hoạt bát hơn, thì mấy chị thoa cho bé dùng rất là an toàn. Sản phẩm này Ngân cam kết mọi người sử dụng không giảm, giống như Ngân tư vấn, Ngân trả tiền và bồi thường hẳn 10 triệu vì đã làm mất thời gian và mất niềm tin của các chị. Đặc biệt phát hiện trong sản phẩm này có bất cứ một cái chất cấm nào, Ngân cùng với đội ngũ công tư lớp sẽ bồi thường hẳn 100 triệu cho mọi người. Đây là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao duy nhất tại Việt Nam, tên công ty có chữ sạch, được chính phủ nhà nước Việt Nam công nhận và cấp giấy phép sản xuất. Đặc biệt sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ siêu vi nano từ tập đoàn của Pháp, sản phẩm nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2014. Và đặc biệt nhất nha mọi người, Ngân là nữ doanh nhân xuất sắc đất Việt, được người tiêu dùng bình chọn nhận giải thưởng trực tiếp trên sóng truyền hình, cũng là bà mẹ bỉm sữa 2 con nha mọi người, là người đại diện hình ảnh, gương mặt đại diện, đại sứ của sản phẩm gel hủy mỡ gel với lần ở Việt Nam và hệ thống nước ngoài, đã có 6 năm kinh nghiệm là chuyên viên chăm sóc sức khỏe, chuyên viên làm đẹp, giúp đỡ cho 10 triệu chị phụ nữ Việt Nam thay đổi thành công vóc dáng, tự tin hơn, xinh đẹp hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Và đặc biệt nhất sản phẩm này mọi người, tai bụng đùi nọng cam mỡ vùng nào ho trực tiếp, mỡ sao xanh, mỡ ăn đêm, mỡ cơ địa, mỡ chai lì, các anh nam bụng mỡ bụng bia vẫn xài được hết. Ngày hôm nay đầu tư 999.000, rất là đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người. Cơ hội ngay và luôn ngay tại đây. Muốn mua hàng để lại số điện thoại, muốn được tư vấn để lại số điện thoại, bên em Ngân gọi là tư vấn miễn phí, xác nhận đơn hàng, giữ suất khuyến mãi, lưu ý đúng 20 suất ngay tại livestream nha mọi người. 600.000 một lọ, ngày hôm nay giảm giá cho mọi người. Liệu trình dành cho những bạn học sinh, sinh viên chưa có gia đình, các bạn nhân viên văn phòng làm việc nhà nước, ăn rồi mình ngồi, mình ăn rồi mình ngồi, mình sẽ có cái này bụng dưới, thì mấy chị ơi xài 2 chai thôi. Đặc biệt chưa sanh con thì mọi người sẽ không có bị cái tình trạng cái dạ con bị sò, thì mọi người xài 2 chai là đã đẹp. Còn riêng những ai đã có gia đình rồi, trải qua thời gian sanh nở rồi, trời ơi, tiền tả, tiền sữa, tiền bỉm cho con tốn mấy triệu bạc, một chầu nhậu của mấy anh chồng thôi là tốn cả 1-2 triệu đúng không các chị, cầm 1 triệu đi chợ, đầu chợ tới cuối chợ chưa mua được gì là đã hết sạch sành xanh rồi đúng không các chị. Nhưng ngày hôm nay
về đoạn ngân vòng eo từ 75cm, 3 chai ngân tặng 1 đai và thêm 10 cái cao dán. Ta nói cái dán này xài thích lắm luôn các chị ơi. Cao dán này mấy chị có thể dán cho bụng, cho tay, cho đùi để giúp hóa lỏng, làm giãn nở, làm mềm mô mỡ. Em ơi, chị xài sản phẩm này rồi, hiệu quả lắm luôn, giảm được hẳn 7cm rồi Ngân ạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị Mỹ Lệ rất là nhiều luôn. Con cảm ơn cô Phạm Thảo rất là nhiều luôn. Mấy cháu ơi, mua sản phẩm bên Ngân về dùng đi. Đợt con dâu cô mới sanh dùng mà giảm y như Ngân nói vậy đó. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Con ơi, cô bị sỏi thận, cần uống thuốc giảm cân, bị nhập viện phẫu thuật thì dùng sản phẩm này có an toàn hay không? Chứ thấy con tư vấn mê lắm. Đây cô ơi, sản phẩm này cô yên tâm tuyệt đối, rất là nhiều khách bên em Ngân nha các chị. Các cô mà 50-60 tuổi đã từng uống thuốc giảm cân, trà giảm cân, mọi người biết không? Bị kiểu như là bị đau ruột thừa, phải đi mổ ruột thừa luôn, nhưng mà sử dụng sản phẩm bên em Ngân rất là an toàn. Đây Ngân xin giới thiệu lại một lần nữa và mọi người lưới nha mọi người. Những ai có gia đình rồi, vòng eo trên 75cm, 3 chai 749 tặng 1 đai và thêm 10 cái cao dán bóc tách mô mỡ. Còn riêng những ai mà cơ địa chai lì mỡ lâu năm, mỡ cứng, trời ơi xài nhiều loại rồi không giảm đúng không, đầu tư với em Ngân 999.000, liệu trình 4 Ngân tặng 1 là 5 và tặng kèm thêm đai. Đây mọi người, đai bên em Ngân thích lắm luôn. Bây giờ mình sẽ nịch đai cho mọi người xem. Nhìn kỹ lại nè, đường cong vòng eo, rảnh eo số 11 của Ngân nè các chị ơi, không hề có bất cứ một tí tẹo tẹo mỡ thừa nào hết. Không ăn kiêng, không tập thể dục, không cộn thuốc giảm cân. Sử dụng sản phẩm này nha mọi người, giúp tan mỡ sao xanh, mỡ nội tạng, mỡ tế bào, giúp cho mọi người có vóc dáng xinh hơn, đẹp hơn, tự tin hơn. Đây các chị ơi, đây Ngân sẽ nịch đai lại cho mọi người xem nha mọi người. Các chị em ơi, đai bên em Ngân là quà tặng kèm tặng miễn phí cho các chị em. Đặc biệt đai bên em Ngân tới 2 lớp nha mọi người. Cái lớp đầu tiên sẽ giúp cố định đa phần những cái đai ngoài thị trường chỉ có một lớp duy nhất, nhưng tại đây cái lớp đầu tiên sẽ giúp cố định cái đai, cái lớp thứ hai có cái dây tăng đưa, mọi người lưu ý nha mọi người. Dây tăng đưa này sẽ giúp gom mỡ từ phía dưới gom lên trên, tạo cho mọi người cái đường cong một eo. Và đặc biệt nhờ Ngân nịch đai, Ngân có được cái rãnh eo số 11. Đai nịch vào là mọi người đứng lên ngồi xuống không hề bị cuốn, không hề bị cuộn, vận động vô tư vô tai nha các chị. Bình thường cái đai này ngoài thị trường bán với giá là 450.000, nhưng ngày hôm nay Ngân sẽ tặng miễn phí, tặng free nha các chị em ơi. Trời ơi, nhìn chị Ngân có xương quai xanh mà thích quá. Đây em ơi, mình muốn có xương quai xanh chứ gì, em thoa trực tiếp vào vùng cổ giúp chị là sẽ có cái xương quai xanh nha. Ốm lòi xương là có thật khi về đội của chị. Dùng sản phẩm này có thật sự là không còn ăn kiêng không em ơi, mà gel lạnh thì làm sao mà tan mỡ được. Đây chị ơi, em xin nhắc lại một lần nữa nha mọi người, sản phẩm bên em Ngân khác với những cái sản phẩm cao gừng, cao ớt ngoài thị trường. Gừng với ớt bình thường đâm nước tương, nước mắm, dăng một hộp ớt lên da mình nó ngứa, nó mặn độc một ngày trời. Riêng sản phẩm bên em Ngân các chị ơi, gel bên em Ngân màu trắng như thế này, không bết rít, không hề ngứa rát, không hề mặn đỏ, tan kể cả mỡ nọng cằm, mỡ bắp tay, mỡ đùi, mỡ bụng và kể cả mỡ bọng mắt. Ngày hôm nay không còn phải tốn hàng cả chục triệu đi tiêm cằm vi lai, không cần tốn tiền đi cắt mí, đi nhấn mí, đi tiêm tan mỡ bọng mắt đúng không các chị. Thoa gel này vào giúp tan hết nha mọi người. Tại đây Ngân là một người bình thường bằng da bằng xương bằng thịt như các chị em của chúng ta. Ngân dùng được thì mọi người cũng dùng được. Đây là chiếc video phát trực tiếp, không hề cắt ghép, không hề chỉnh sửa. Lưu ý với em Ngân nha mọi người, phụ nữ ơi, mình có gia đình mình hy sinh nhiều rồi, bao nhiêu chị em ở đây mọi người sanh xong rồi, mọi người tự ti về bản thân, từng uống thuốc giảm cân, trà giảm cân như bản thân em Ngân bị xỉu luôn các chị ơi, không phát hiện kịp thời là tiêu luôn rồi các chị ơi. Uống thuốc giảm cân, trà giảm cân đã gọi là thuốc sẽ luôn luôn có tác dụng phụ. Bình thường nhức đầu sổ mũi, uống thuốc vào đã gây mệt mỏi lừ đừ cơ thể, bây giờ bỏ tiền uống thuốc giảm cân nguy hiểm lắm các chị ơi. Ăn kiêng bỏ bữa bị đau bao tử, đau bao tử rồi là ăn no cũng đau mà đói cũng đau nha các chị. Riêng ngày hôm nay sử dụng sản phẩm bên em Ngân, thanh phần từ chiết xuất tinh dầu quế hồi, chiết xuất hoa tulip và hoạt chất caffeine, gel màu trắng, không phải màu vàng, màu đỏ, màu xanh như những cái sản phẩm gừng ớt ở ngoài thị trường. Thoa tới đâu thẩm thấu trực tiếp, không bết rít, không hề ngứa rát. Đang có con nhỏ, đang cho con bú, không thể nào ăn kiêng, không thể nào tập thể dục, tập gym, không thể nào vận động mạnh, không thể nào giảm cân, trà giảm cân, nhưng riêng sản phẩm này xài thoải mái. Bản thân em Ngân 2 ngày sau khi sanh ở bệnh viện Hùng Vương trở về là Ngân đã xài. Các chị ơi hãy nhìn Ngân đây, trời ơi, không lẽ mà mình tự khen mình trên video hoài thì mấy chị nó nhỏ nảy kỳ, nhưng mà thật sự luôn các chị thấy nè, eo ớt thích mê các chị, không ảnh hưởng vòng 1, uống thuốc giảm cân gây teo vòng 1, gây nhỏ vòng 1, gây teo vòng 3 của chúng ta, và có thể giúp cho các chị giảm 2-3kg, nhưng mỗi nơi nó giảm chút cái bụng mỡ nó còn y xì. Riêng sản phẩm này là dạng gel bôi các chị ơi, mỡ vùng nào các chị bôi trực tiếp. Đây em muốn giảm mỡ bụng em bôi vùng bụng, không ảnh hưởng tới vòng 1, vòng 3, vòng 1 vẫn to, vòng 3 vẫn căng tròn, giúp cho các chị có cái vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Muốn giảm mỡ tay chứ gì, thôi trực tiếp vào bóp tay với em Ngân. 3 ngày sử dụng giúp hóa lỏng mô mỡ, 7 ngày giúp giảm 2cm, 14 ngày sử dụng giúp giảm 5cm và dùng đúng đủ liệu trình như em Ngân tư vấn. Ai mới vừa sanh xong muốn giảm như bản thân em Ngân, Ngân sau khi sanh 75kg, vòng eo 95cm, còn hiện tại mọi người em Ngân 54kg.
và vòng eo là vòng eo 59, mọi người thấy nè mọi người. Ngân giảm 20kg, gần hơn 20kg mọi người. Và 40cm vòng bụng nhờ sử dụng sản phẩm này. Trời, cái đùi cũng gọn luôn các chị. Ngày trước là cái đùi Ngân phải gọi là cái đùi voi, đùi mà cột đinh luôn nha các chị. Bây giờ là đã đỡ nhiều rồi. Sử dụng sản phẩm này nhanh tay nhanh chân. Những ai xanh rồi, cơ địa chai lì mỡ cứng mỡ lâu năm, vòng eo trên 85cm đúng không? Mua giúp Ngân liệu trình 4, Ngân sẽ tặng một nữa là 5 luôn. Ngân tặng luôn một cái đai là 999.000, sử dụng giúp Ngân trong vòng tầm 2 tháng đến 2 tháng rưỡi nha mọi người. Một chai như vậy là bản thân Ngân dùng Ngân giảm được 8cm đó các chị. Còn riêng những ai mà đã có gia đình rồi, trải qua thời gian sanh nở nhưng mà eo của các chị nhỏ hơn tí xíu, ví dụ eo 75cm, thì các chị lấy giúp Ngân liệu trình 3 chai 749.000, Ngân tặng thêm một đai và người cơ giáng bóc tách mồ mỡ. Ai học sinh, sinh viên, các bạn nhân viên văn phòng làm việc nhà nước chưa có gia đình, cái dáng mình đẹp rồi nhưng mà trời, mình ăn rồi mình ngồi nó có cái bụng đúng không, thoa trực tiếp mỡ và cà gel vào cái vùng bụng giúp Ngân tan trực tiếp ngay cái vùng bụng, làm cái dáng của các bạn, các em, các chị rất là đẹp đó. Hai chai tặng một đai, để lại ngay và luôn giúp Ngân số điện thoại ngay tại livestream nha. Mua hàng ngày hôm nay tất cả mọi đơn hàng đều được miễn phí ship, giao hàng tới tận nơi nha mọi người. Cách xa nhà Ngân 300-400-500 cây số không là vấn đề nha mọi người. Giao đến, kiểm tra hàng trước, có hệ bảo hành, cam kết dùng là giảm, không giảm Ngân hoàn trả lại tiền cho mọi người. Đừng sợ không kiếm được, Ngân lên Google sạch Kim Ngân trộn lớp rất là nhiều thông tin video hình ảnh về bản thân em Ngân nha mọi người. Nhanh tay nhanh chân để lại ngay và lượng số điện thoại để làm chi mọi người, cùng nhau thay đổi đánh tan hết lượng mỡ thừa để mình đẹp hơn, xinh hơn, tự tin hơn nha các